Uh, hôm nay là ngày thị trường đỏ quá là đỏ luôn các bạn ạ nếu mà tính ra ấy, thì đã có khoảng tầm 2.900 tỷ đô đã bay màu khỏi thị trường chứng khoán Mỹ do lo ngại về suy thoái kinh tế hiện tại thì Bitcoin season nó đang là đang là Bitcoin season nhá các bạn nhé chưa phải là ôn coin season nên là từ rất là lâu rồi thầy chỉ chỉ dạy anh chị em là chỉ có tập trung vào Bitcoin thôi hiện tại vẫn là đang là cái thời của Bitcoin hôm qua ôn coin giảm rất mạnh Ờ uh, Thị trường bật chế độ sợ hãi kinh khủng luôn các bạn à, Hôm qua thì còn tham lam hôm nay đã sợ hãi Đấy, các bạn nhìn hôm qua là chỉ số này là 57 và hôm nay là 73 đó thì thị trường cái tâm lý thay đổi rất là kinh khủng luôn à, Hôm qua thì cái tỷ lệ thanh lý Thực ra là không phải quá cao đâu các bạn nó cũng chỉ có khoảng 288 triệu uh, 288 triệu uh, tổng và có 249 triệu Uh, triệu là lệnh long cũng không phải quá nhiều funding rate thì vẫn uh, vẫn dương các bạn nhé điều là có nghĩa là cái tỷ lệ long nhiều hơn, khi nào mà chúng ta có funding rate âm ấy, thì lúc đấy là thị trường uh, có cái sự panic sale, nên là bây giờ thì chúng ta cứ uh, bình tĩnh thôi đó uh, hôm qua thì sau khi mà cái tỷ lệ thất nghiệp tăng ấy thì 9, 69% uh, đã cho rằng là Fed sẽ giảm lãi suất rất mạnh vào đợt tháng 9 này đó Bitcoin ETF thì hôm qua âm 280 triệu à, Tức là có cái lượng bán tháo ra đúng không? Và ETH ETF thì âm 54 triệu Và Bitcoin đã lấp về gap CME Theo các bạn là nó có giữ cái gap này nó có giữ được BTC không? Nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh Thành Ruby Capital Thì nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều video nhé